Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Thì trước khi đổi sang bộ mới thì giờ mình xài thử cái linh hồn của gió đã. Con thầm chim ưng á, với linh hồn của gió kia thì thôi mình không dùng nhé. Rồi up lá này xuống. Quăng rô ra đi, có gì gọi effect. Chúng ta cố gắng duy trì bài trên này xài để tránh bị nó bắn thẳng vô máu. Wow, chưa gì nó quăng con này ra rồi. Rồi không sao, nó bắn một con này thì mình mừng. Đây, lật lá lên đạp đầu quá liền. Rồi tất nhiên là phải effect ra liền rồi. Con này nhưng mà mình không cầm được hồng hoa kiếm, tại vì nó là máy móc chứ không phải hệ nữa. Chà, không biết nó chơi bộ gì vậy ta. À, nó có lá này. Vậy thì quăng con này ra trước. I activate scapegoat. À, nó có lá này. Rồi không sao cả, bình thường. Không phải là bộ diệt bài thì mình không sợ. Rồi, ok. Cái gì nữa đây? À. Ok, nó phá được lá này là nó thành công á, chứ không mình thẳng đam mà nó chết á. À, rồi nó không clip được là nó dở rồi. Quăng con này ra trước đi. Rồi. Ok, phát này nó mất máu nè. Chơi nó 1700 luôn. Đau lắm đó các bạn. Quăng con này ra là cố mà để tránh bị mất máu, mà giờ bị quýnh xuyên thì là đau lắm đấy. Rồi, con mất cái con này là đau, cũng hơi buồn á. Bởi mình nói là mình không xài lá này là vậy, xài lá này là mình khỏi flip luôn. Mấy con cánh phục hay là cái bình thì là mất chức năng hết. Mặc dù có lá này mình cũng đỡ bị nó giật bài bằng cái con sâu với lại cái bình... cái bình đời mòn, cái bình số 1 á. Chứ cái bình của mình là bình số 2 nha các bạn. Ồ, nó quăng ra vậy nó dở rồi. À quên mất, giờ mình đâu có flip được. Rồi vậy thì chịu thôi, không vậy chịu thôi, không bắn con này được. Mình bỏ con 2004 với 2003 ra rồi. Rồi cho nó bắn một phát, mình lại effect ra thôi. Có cái lá đạp đầu này rất là lợi các bạn, nói bắn chết một con của mình lại đạp chết con của nó. Cái này giống kiểu liều chết rồi mà liều mạng kéo đối phương theo á. Rất phù hợp với phong cách chơi của mình. Thật ra lá này mình nhất quyết không bỏ ra rồi. Mình bỏ nhưng mà lá này không bỏ. Ồ, cuối cùng cũng có hồng quả kiếm rồi. À, con rùa xài được hồng quả kiếm mà. À đúng rồi, mặc định nó là hệ hỏa thì nó được xài. Rồi, chấp nhận chơi luôn, bắn. À lá này hú hồn tưởng Myro. Rồi ok, nó hơn 5 lần thì mình thấy hơi đáng ngại đó. Rồi ok, UV độ được 1 lần. Not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame. Rồi bắn tiếp. Để coi Yuki có độ lần thứ hai không? Không rồi. Rồi, Yuki có độ lần thứ ba không? Lần thứ hai chứ lộn. Rồi, Yuki độ lần thứ hai. Rồi, chắc anh độ được 3 lần. À vâng, độ được 3 lần thật. Ok.
Không sao cả, mình đang cầm hồng hỏa hiếm, hồng hỏa kiếm trong tay thì cũng đỡ lo các bạn. Rồi nhưng mà phải phá được lá này chứ nó còn tới 2600 luôn. Rồi chấp nhận mất những cục thôi chứ giờ đâu có tiếp được đâu. Cuối cùng cũng gọi con này ra được rồi. Nhưng mà chưa có con gì hệ gió nào chết hết. Rồi bắn thử coi như thí để gọi con này ra. Được thì được, không được thôi. Rồi ok, chấp nhận luôn, có 1200 không đáng. Rồi ok. A special summon. Gọi thần gió ra nào. Mấy con hệ gió này như là phải dùng cái sân trên núi á mới chơi được nó. Rồi nó bắn kìa. Rồi ok. Rồi hết được effect rồi, có 3 con à. Chức năng của nó cũng giống linh hồn của nước các bạn. Rồi chết nó. Rồi đầu tiên dùng con này bắn trước. 1700. Không ra con này là mình thua rồi các bạn. Ta ra lá cuồng phong cũng được. Rồi xong, con này bắn cho một phát. Rồi kết thúc. Vậy là con này với linh hồn của gió và linh hồn của nước là chức năng giống nhau. Chỉ có điều là một con phải hiến tới con hệ thủy, một con là phải hiến. Một con phải quấn con hệ thủy, một con phải quấn con hệ phong thôi. Ok. Lần này ra cái hệ lửa hơi bị nhiều quá nha. Nhưng mà vẫn ra con rùa trước. Úp một lá này xuống thì cho đâm cho chắc ăn. Chưa gì là nó đã muốn lấy con rồng ra rồi. I end my turn. Rồi ok, là chúng ta lại quăng một con hệ lửa ra nữa nào. Dở lá này lên. Chơi luôn cho vui. Rồi cộng con này bắn trước. Bộ này mình nhận ra nó là bộ fusion rồi, mà bộ fusion này nó không có nhiều trap với spell đâu, chủ yếu là nó lợi dụng cái fusion thôi. Anh ta là nó chưa ra được cái lá fusion, nó không nguy hiểm đâu các bạn. Rồi chưa gì là kéo nó còn 2500 máu à, thấy nó dở rồi. Ok, nó gọi được con này ra là mình hơi mệt rồi đấy. Vấn đề là giờ có cầm được hồng hỏa kiếm lên thì còn không chơi được, nó 2500 rồi. Quýnh xuyên giáp giờ không ý nghĩa gì hết. Quăng con chim này ra trước vậy. Phải lấy được linh hồn của gió ra. Lấy được lá sóng thần ra cũng được. Rồi effect ra được con nữa. Mấy con effect có lợi chỗ này nè các bạn, để tránh chúng ta, tại mỗi lượt chúng ta chỉ được ra một lá thôi các bạn, hiểu không? Mấy con effect này thấy chứ rất lợi, mặc dù điểm nó không cao. Ai dạ.
Ồ, nó hồi sinh nữa. Ồ, nó gọi được con rồng lên là mình cũng mệt đấy. Long and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Activate my spell card! Activate my spell card! Whoa! Man, that was close. Too close. My field spell card activates! Go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. I activate Scapegoat! Yeah!
come and bring it. I'll take you on anytime, any place. Set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. A special summon? I activate magic arm shield. Activate my spell card! I activate my spell card! So good to snatch victory from the jaws of defeat. I end my turn. In the bed. I offer my monster as a tribute. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. What? Can't be.
changing it to attack position. My turn. Trap? I was waiting for you to do that. Field spell card activates. I'm changing it to attack position. I end my turn. Triggered my effect. Switching it to defense position. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. You're gonna tribute summon? A special summon?
activate Scapegoat! My spell card. I activate my spell card. Dark hole. No way. A trap? What? Can't be. My turn. Oh, no. Ah, not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Field spell card activates. Gonna have to risk it all. I summon Time Wizard. Whoa! Man, that was close. Too close. I end my turn. Activate my spell card! I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn! Switching into defense position. I end my turn. Take this. I activate magic arm shield. Activate my spell card! All right!
this, victory's in the bag. I offer my monster as a tribute. What? Can't be. My turn. I was waiting for you to do that. I activate Mirror Force. It feels so good to snatch victory from the jaws of defeat. Yeah! This is the card I've been waiting for! I offer my monster as a tribute! What? Can't be! I end my turn! Special summon? Yeah! Ha! I don't mean to brag, but my skills are perfect! Flip! Your attack triggered my effect! Activate my spell card! I activate my spell card! I'm changing it to attack position! My turn. Oh, no. My turn! My field spell card activates! Okay. I offer two monsters as a tribute. And fusion! I end my turn.
I activate my spell card. My field spell card activates. I end my turn. Hold on a sec. I'm gonna activate this. I activate magic arm shield. Flip summon. The effect's gonna activate at the same time. My monster as a tribute. No way! A trap? I end my turn. Yeah! Gonna beat me with those lame attacks. Joey Wheeler doesn't take a backseat to nobody. It's time to duel. Ah!
This looks bad. What? Can't be! I end my turn! Yeah! I'm gonna resurrect a monster from the graveyard! My turn! Oh, no! I ain't gonna get taken down that easy. My turn! My turn! Yeah! I activate my spell card! Yeah! Victory's in the bag. I offer my monster as a tribute. I end my turn. Thank you.
buddy. You gotta work harder and put yourself into the deck. Once you learn all about the heart of the cards, I can guarantee that you'll win. Joey Wheeler doesn't take a backseat to nobody. It's time to duel! My turn. Yeah. No way. A trap? What? Can't be. Yeah. Gonna tribute summon? My turn. Switching it to defense position. I end my turn. Flip! Your attack triggered my effect. A special summon? Oh yeah! Copycat's effect activated! Now, which monster should I choose? I end my turn! A special summon? Oh yeah! Copycat's effect activated! Now, which monster should I choose? What? Can't be!
go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Yeah. Hold on a sec. I'm gonna activate this. I was waiting for you to do that. I'm changing it to attack position. Uh-oh. This looks bad. My turn. I'm changing it to attack position. End my turn. I end my turn. Summon! The effect's gonna activate at the same time. I end my turn. That was close. Too close. End my turn. Whoa! Man, that was close. Too close. Flip summon! Effect's gonna activate at the same time. I'm changing it to attack position. I end my turn.
This looks bad. Along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Ha! I don't mean to brag, but my skills are perfect. Triggered my effect. I activate my spell card. Hey, give me one more match. I know I can beat you this time.